Đây là một dạng công tắc từ. Cái miếng này là 500. Còn đây là công tắc thường đóng. Khi dòng điện dương từ pin qua chuông và đi về mát, công tắc này khi gặp từ trường 500 thì lập tức dòng điện dương của pin đi qua chuông và đi về mát, chuông lập tức kêu lên. Để mô phỏng ứng dụng cho điều này, tôi sẽ lắp mạch cho các bạn xem. Tại sao nó không kêu? Tại vì chúng ta gắn lộn cực B qua Ơ và Ơ qua B. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại. Các bạn chú ý, nó khác với lúc đầu. Đầu tiên là công tắc chạm với 500 thì nó lại kêu lên. Nhưng bây giờ công tắc rời 500 thì nó mới kêu lên. Bạn có thể thay thế tiếng kêu bằng cái chuông lớn hơn. Bạn có thể thay thế cái chuông bằng cái đèn cũng được. Về pin thì bạn có thể thay thế pin hoặc là ắc quy. Bạn có thể gắn công tắc từ trường này trên hai cánh cửa.
và khi mở cửa ra nó sẽ báo động.